Bởi vì nghĩ là nếu về sau này đó, sau này cái mong muốn của em á, thì em nghĩ là một người thì họ sở hữu một sở trường, thì chắc chắn là cái sở trường nó ưu điểm hơn những cái sở trường khác. Đúng rồi. Thì mỗi một người có một cái sở trường á, khi họ đến một cái nơi để phân tán ra thì cái việc mà truyền đi cái khả năng của họ đó thì nó sẽ khó hơn. Nhưng mà tập trung lại đó, thì sẽ giải quyết được cái vấn đề là cái giới phía sau mình, cái tầng phía sau mình là những đứa em đó, nó biết được là bản thân của nó biết chút chút rồi à, về cái định hướng của nó, cái yêu của nó. Tại vì hồi xưa em cũng đi từ cái yêu trước mà. Rồi nó sẽ đến đây nó tìm, và nó sẽ được những cái người mà nó ưu việt đó, là chắc chắn là cái những người có ưu việt đó là họ có một cái cách nghĩ, một cái cách truyền đạt à, nó đúng, nó thấm thía hơn và nó phải hơn cho cái lối đi. Để những cái việc này sẽ mang lại được một cái sắc tố đẹp và tích cực cho những cái đàn em phía sau mình à, những cái đứa mà nó đang mang một cái cây củi đó nhưng nó chưa có bốc lửa. Thì đó, cũng sẵn là sẵn tiện thì em nói em điều đó là rất là đúng, thì anh cũng sẵn tiện chia sẻ với các anh em bạn trẻ trong thế hệ tương lai. Thì nếu mà các bạn thấy những cái có duyên các bạn lướt qua thấy cái đoạn clip này là về cái team này đang muốn cái gì, các bạn đã xem tới thời điểm cuối này thì bạn biết là cái mong muốn ở đây như thế nào rồi. Thì mình chỉ dám gửi, nếu mà bạn nào cảm thấy mình hiểu được cái trách nghề này và các bạn đồng cảm được với chúng tôi và có thể xây dựng được là mình có thể là một góp một phần gì đó cho cái cộng đồng này, thì các bạn cũng đừng ngần ngại gì hết, các bạn cứ thả lỏng người mình ra, cứ chơi vào nó một cách tự nhiên, ngẫu nhiên nhất nó hết sức có thể. Và thêm những người đối tượng nào mà muốn tìm hiểu ngành nghề này và muốn tìm hiểu ngành nghề này và muốn cùng đi với chúng tôi trong cái quãng đường mà thời gian trong tương lai các bạn để biết được cái ngành nghề đi tới đâu á, thì tuy là các bạn chưa biết gì, các bạn cứ comment, các bạn cứ ủng hộ theo cách cá nhân các bạn thôi, thì chúng tôi sẽ là người thấy được những động lực đó, có thêm những cái động lực cho chúng tôi làm những cái điều mà nó đúng hơn. Thì những cái trend về cái kỹ năng làm nghề, rồi từ cách thức làm vẽ vời, cách thức design thiết kế, rồi cách thức giao tiếp về ngành này sau, chúng tôi sẽ open hết mọi thứ, không có khe một bất cứ một điều gì. Đây là lời hứa của anh. Nhưng mà anh muốn cái động thái mọi người phải tích cực hiểu được cái đây là cái clip này đó thật sự nó có đem lại ý nghĩa cho mọi người hay không, và nó có đem lại ý nghĩa cộng đồng hay không, thì mình sẽ có những clip tiếp theo là nói về xúc tích hơn những cái giai đoạn, từ những cái tiếp giai đoạn, thì anh là hướng dẫn từ những cái phương thức từ những bước một cho tới bước chuyên nghiệp à, tại vì mình không thiếu cái data gì nha các bạn, ở đây là không thiếu data gì, từ cách thiết kế và từ cách làm nghề và từ những kỹ năng làm nghề và cách design, kể cả bên sản phẩm, kể cả bên máy, kể cả bên những cái gì dụng cụ mà để xài đồ giúp cho nhà xăm này, y tế nhiều lắm, nó rất là nhiều, nếu mà nói kể không hết luôn thì mình sẽ chia ra từ tiếp về cái đoạn video, những cái clip á nó từ xúc tích hơn, nó không quá dài nhưng mà nó vẫn để cho bạn học được, tự học được. Còn nếu mà các bạn cảm thấy cần chia sẻ thực tế hơn, các bạn cứ tự là người đặt chân tới đây, đặt những câu hỏi ra, chúng tôi là sẽ là người giải đáp hết cái câu hỏi đó. Đây là mình nói từ cái đâu. Bản thân của em á thì em biết là mình chưa có gọi là cái gì, em cũng là một cái người học tiếp bình thường mà sống và hàng ngày vẫn phải học, vẫn phải luyện tập, vẫn phải trao dồi mọi thứ hết. Cái phần mà em cống hiến ấy, cho dù là một chút xíu, giống như là cái việc là em cống hiến chỉ cần một kỹ năng nhỏ thôi, em cũng thấy nó vui nữa, bởi vì em biết là cái kỹ năng mà hôm trước á, cách đây là 2 tuần mà anh cho em đó, trước 2 tuần anh cho em đó, thì cái kỹ năng đó bất ngờ là chỉ là có, đúng là nó có chỉ có một đoạn ngắn thôi là mình sẽ phát hiện nó ra nha, mà nó rút ngắn quá trình của mình từ hồi xưa đến bây giờ. Cho nên anh nghĩ là chỉ cần cái thao tác nhỏ của em chắc chắn nó sẽ giúp được cho rất là nhiều cái đứa em phía sau mà nó thích, nó tìm hiểu đó à, nếu như mà nó thích cái loại hình của em đang sử dụng đó, nó sẽ rất là tiếp thu được, rất là có giá trị à, như chính bản thân của em ấy, em đã làm công việc này nhiều năm rồi mà khi em bắt gặp được cái đó, nó chỉ ngắn thôi, anh bảo là anh có vấn đề về cái nét đó, anh chia sẻ với em cái này,
Nếu như em thấy đúng thì em phải bắt đầu, vì anh cho cái quyền tự do mà. Thì em có quyền thử thôi, nó cũng chẳng mất gì. Nhưng để đạt được cái kết quả thì bất ngờ. Thì cái việc này em cũng nghĩ là em dễ dàng để chia sẻ. Chắc chắn là sẽ chia sẻ. Nếu đặt câu hỏi, em sẽ trả lời. Nói chung là hôm nay cái buổi nói chuyện này rất là vui. Thì em rất là vui nghe được những câu chuyện từ thời ngày xưa của các anh. Thì bây giờ cũng đến cuối clip rồi thì mình cũng rất mong là các bạn nếu mà yêu thích và ủng hộ tụi mình thì các bạn sẽ subscribe, like và nếu mà có thắc mắc gì các bạn hãy để lại một comment. Thì tụi mình sẽ có động lực để làm ra những cái series tiếp theo như là giới thiệu về sản phẩm rồi chỉ dẫn các cái bước cơ bản, từ cơ bản đến nâng cao và có hình ảnh minh họa rõ ràng. Thì rất mong các bạn để lại cho tụi mình một cái gì đó để làm động lực. Thì đến đây thì cũng kết thúc rồi. Thì xin cảm ơn anh Đức và anh Phi đã chia sẻ rất là nhiều và rất là thật lòng. Thì tụi mình cũng thay lời thay mặt mọi người cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cuối clip. Thì hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau. Chắc chắn lần sau sẽ là thực hành chứ không còn là lời. Chúc may mắn. Exactly. Yes.